Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái bóng đèn. Đèn này nó đang bị không lên gì. Đầu tiên mình sẽ cấp điện cho nó. Còn thấy không? Nó đẹp đẹp cả không lên gì. Lấy các cái này mình bậy cái nhôm mình ra. Tô hít được bậy. Bậy được. Là bên trong của nó các bạn nhé. Con này thì khả năng đứt dây thôi. Để mà sửa trong này nhé, các bạn tiến hành chỉnh đồng hồ về thang nhân 1 cho mình. Và các bạn đo lần lượt từng cái bóng này, các bạn cạo hết cái lớp sơn đi nhé. Các bạn đo mình. Đấy, đảo chiều 2 lần của bóng, từng bóng một. Nếu bóng nào không lên là bóng đấy chết. Đối với trường hợp led 3V và led này led 6V, mình phải dùng nguồn 5V để mình thử cơ. Đây, mình tiến hành nối lại xem nó có hoạt động gì. Lúc em thay là lấy ạ. Lúc em thay lấy luôn.
các bạn để ý nhé. Chân âm nối vào chân âm của bo nhé, âm nối vào chân âm của bo. Chạy rồi đấy. Đầu tiên các bạn muốn sửa cái bóng này thì các bạn xác định xem nó hỏng ở trên bo hay là hỏng ở trên led. Nếu hỏng trên led thì hỏng các con bóng này chẳng hạn. Đây. Hỏng trên các con bóng này các bạn chỉ việc lắp một con diode vào là được. Bài sau mình sẽ tìm những cái con nó hỏng thực tế mình làm cho các bạn xem. Bởi vì tất cả các bạn bệnh mình hướng dẫn ở trên này toàn là những bệnh thực tế thôi. Các bạn đã xem video nhé.